Kính chào quý vị và các bạn, và sau đây là bản tin dự báo thời tiết tại Lâm Đồng cho đêm nay và ngày mai 29 tháng 3. Thưa quý vị và các bạn, trong 24 giờ tới, khu vực tại Lâm Đồng của chúng ta sẽ chịu ảnh hưởng rìa xa phía đông nam của vùng áp thấp phía tây. Trên cao là hoàn lưu phía tây của lưỡi áp cao cận nhiệt đới. Do vậy, thời tiết trong toàn tỉnh chủ yếu là mây thay đổi đến nhiều mây, về đêm không mưa, ban ngày trời nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi đến rải rác, có nơi có mưa vừa, gió đổi hướng cấp 2, cấp 3. Cụ thể tại các khu vực như sau. Khu vực phía Bắc tỉnh bao gồm thành phố Đà Lạt, huyện Lạc Dương và Đam Rông. Ở khu vực này, chủ yếu là mây thay đổi, về đêm không mưa, ban ngày trời nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, có nơi sẽ có những cơn mưa đầu mùa, gió đổi hướng cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ phổ biến quanh mức từ 15 đến 28 độ, độ ẩm trung bình từ 75 đến 80%. Tiếp đến là khu vực phía đông của tỉnh, bao gồm các huyện Đơn Dương, Đức Trọng, Lâm Hà và Di Linh. Ở khu vực này, thời tiết chủ đạo là mây thay đổi đến nhiều mây, về đêm tạnh ráo, không mưa, ban ngày trời nắng khá oi bức, chiều tối sẽ có mưa rào và dông vài nơi, gió đổi hướng cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ trung bình quanh mức từ 18 đến 29 độ, độ ẩm trung bình từ 70 đến 75%. Còn tại khu vực phía nam của tỉnh, bao gồm thành phố Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm, ở khu vực này, chủ yếu là trời nhiều mây, về đêm không mưa, ban ngày trời nắng khá oi bức. Chiều tối có thể có mưa rào và dông rải rác, có nơi cũng sẽ có mưa vừa, gió đổi hướng cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ dao động quanh mức từ 19 đến 31 độ, độ ẩm trung bình từ 75 đến 80%. Và cuối cùng là khu vực phía tây nam của tỉnh, bao gồm các huyện Đà Oai, Đà Tẻ và Cát Tiên. Ở khu vực này, mây thay đổi, về đêm không mưa, ban ngày trời nắng oi bức. Chiều tối cũng sẽ có mưa rào và dông rải rác xuất hiện và có nơi cũng sẽ có mưa vừa, gió đổi hướng cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ dao động quanh mức từ 22 đến 35 độ, độ ẩm trung bình từ 70 đến 75%. Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay, khu vực Nam Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ và có nơi trên 37 độ. Vào ngày mai thì khu vực miền Đông Nam Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ và có nơi trên 37 độ. Khu vực miền Tây Nam Bộ cũng sẽ có nắng nóng cục bộ. Cảnh báo từ ngày 30 tháng 3 thì nắng nóng lại có khả năng mở rộng ra khu vực miền Tây Nam Bộ. Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên sẽ có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra thì nắng nóng còn có thể gây ra tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Khép lại bản tin hôm nay sẽ là dự báo thời tiết tại một số khu điểm du lịch của tỉnh Lâm Đồng và các tỉnh thành trong cả nước. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.